Đầu tiên, Di là con của ai? Không phải gì đó. Di là con của ai nhỉ? Quả bưởi hay quả gì đấy? Bồ lô. Đấy là con của ai? Thắp hương nha. Đầu tiên. Thắp hương là trước đắt lắm, kỳ đắt lắm. Cái mù. Đầu tiên nè. Chết đâu ăn được. Chết là cái gì chứ không? Đầu tiên. Nó như nó không được thì tại sao vậy? Làm thuốc hay gì ta? Có cái ngâm gì hả? Là chỉ có em tiên. Cái đầu tiên. Chỉ có em tiên được không tiên nè. Là Phương trái nhất trên là Phương. Dạ, đầu tiên này chị. Chụp cho anh đấm này Phương. Đây nè, có trái nè. Đưa điện thoại lên chụp. Cầm cái tờ ôm cái đầu tiên. Thôi ôm nhìn nó khô lắm. Làm cái đường qua đó. Cái đường đem đồ coi, trả lý gì kìa. Trời ơi trời. Chạy, họ đòi tiền. Đúng rồi, họ chị bắt trả tiền. Nhớ chia cho em nghe chị. Ừ. Ủa, Phương có đăng ký chưa? Khoa muốn làm luôn chưa? Trời ơi kìa. Trời ơi. Bây giờ chúng ta đã bước vào bên trong khu luân cột cầu. Khu cái đường đi vô rất là mát mẻ các bạn. Có những cái dàn hoa rất là đẹp. Đi một lát nữa các bạn sẽ gặp những cái bụi tre. Nói chung là không khí rất là mát. Trong những ngày nóng nực thì vô đây rất là tuyệt vời nha các bạn. Đặc biệt là trong đây phía trước chị Giang có một cái bịch trái cây. Chị Giang đang cầm bọc gì đấy? Nhãn đó. Nhãn. Ngon lắm luôn. Đặc sản Phong Điền nha. Dạ. Đi chơi thôi, kiểu đi chơi. Ké cho em ké ăn trái. Đây, xin được một trái. Ngon lắm. Đi đo hả chị? Đi ơi, nhỏ vậy? Hay ngắn gì? Nhưng mà thịt không à. Đi đo mà. Nó bự mà nó nặng nó nhẹ. Đi đó. Cái gì vậy chị? Để cái bán gì vậy? Tôm ghê hát hả?
tới khu chợ quê tâm 15-19. Em quay cái cảnh mà tụi nó ăn trộm bắt tại tờ trận nè. Bắt tại tay nha bà con. Bà con cô bác ở đây là bắt tại tay. Camera quay lén cảnh trèo lên cây mà bé măng cục. Đây là thủ phạm. Ghi rõ ràng đó, đó đây là đồng phạm. Ghi rõ ràng ba bắt đàng hoàng đi. Ba bốn trái luôn thấy không? Nhỏ nhỏ thấy thương quá vậy. Ghi cái cảnh đó kìa 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 trời trời chồm cái hái đem đưa công an liền cho chị. Đây. Báo công an liền. Alo alo. Alo alo. Ăn trộm thì phải chia. Chị bẻ thử một trái rồi chị. Bẻ là thử một trái thôi. Ừ đúng rồi đó Ngân. Nhánh trên tí nữa đó Ngân. Họ tay ra. Wow. Wow, rất là ngon. Dẫn vô cây luôn. Ăn thử luôn, ăn thử luôn rồi. Ăn đi Bin. Bin ăn luôn Bin. Ăn thử rồi. Ngon. Ngon không? Ken kìa, Ken giơ tay nhé kìa. Đó, Ken giơ tay. Hai bạn bên đây có ăn cắp được trái nào chưa? Được trái nào nữa chưa chị? Đã luôn. Đây một đống luôn. Bị mũ. Nó chảy cái mũ. Nó bị mũ. Đây có trái này sao hái? Đâu? Hái liền rồi. Cao quá chưa? Em đâu có dớ tới. Nhỏ. Nhưng mà nó nhỏ. Nhiều quá vậy. Ờ, thôi đi ha. Thôi đi ha. Thì còn hái mì tôm thôi. Thôi chưa? Ở đây mình thấy một trái. Chú kiếm được một trái nè. Trái gì nữa? Măng cụt. Hả? Thấy không? Dạ. Sao cậu có đem theo máy quay vậy? Sao cậu đem theo máy quay vậy? Cậu quay chơi. Quay chơi đi ăn lên xin nóng hả? Ừ. Yes. Thôi mày vô Ken ơi. Này giờ bẻ ra thử cái gì. Nè quý vị. Cực ngọt luôn đây. Thôi đây có cầu khỉ nè quý vị. Chúng ta đi qua cầu khỉ. Chị Tú ơi. Họ có gì vớt em lên nha. Con đi không có được đâu. Ken đi không có được nha Ken. Đâu rồi? Sống hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái này cũng mát ha. Đang cầm trái sạch sẽ lùng chàm đi ngồi sinh không có dậy. Có cái hầm rồi cắt cái có mấy tôm bán này cũng được. Đội trưởng đứng đầu gom đội của mình lại coi. Rồi, nhớ mặt các bạn của đội mình không? Thấy rồi nha. Trò chơi đầu tiên của chúng ta là trò chơi bắt gà. Chúng ta sẽ có hai con gà. Hai con gà sống. Chú sẽ thả trong cái phạm vi sân cỏ. Sau khi chú ra hiệu lệnh thì tất cả các con chạy lại bắt gà. Đội nào bắt được con gà thì cầm con gà đó đưa lên cho chú. Nhớ chưa? Đội nào bắt được nhiều gà, đội đó bữa nay được ăn cơm. Đội nào bắt không bắt được gà, đội đó bữa nay nhịn đói đút cơm cho đội bạn ăn. Trò chơi thứ hai là trò chơi cướp cờ. Trò chơi cướp cờ thì cũng hai đội hai bên. Chú sẽ cho lần lượt số thứ tự của tất cả các bạn. Mình nhớ số thứ tự của mình. Chú kêu chạy lên cướp cờ. Trong vòng 3 lượt, đội nào cướp nhiều nhất rồi đó thắng. Trò chơi thứ ba là trò chơi cuối cùng của chúng ta là trò chơi thổi bóng. Mỗi một đội như vậy là có bao nhiêu bạn, chú sẽ phát bao nhiêu cái bong bóng. Trong vòng 5 phút tất cả các bạn phải thổi làm sao cho bể hết bong bóng đó. Cái đó là chúng ta thật cái khí thổi. Chú mà nhờ chú thổi bong bóng như không mà nhờ chú ca hơi dài thập thượng luôn. Đó, cho nên là bây giờ tất cả các con thổi bong bóng trong vòng 5 phút. Đội nào thổi bể hết mấy cái bong bóng là đội đó thắng. Mà bữa nay trong vòng 3 trò chơi chú gom lại đội nào thắng thì đội đó được ăn nhiều. Còn nếu mà cái đội nào thua thì đội đó bữa nay nhịn đói luôn, nhớ chưa? Rồi bây giờ tất cả các con tập trung ra theo chú đi ra ngoài sân chơi. Còn bạn nào không chơi cũng ra đây cổ vũ, chứ không được quyền đi vòng vòng ở đây. Sông mưa không cho nên là nước nó sâu lắm, không được quyền leo lên hàng rào té sẽ bị chấn thương, thấy chưa? Vô trong hợp viên của chú chơi đi theo chú luôn. Đẹp mát. Chơi gì vậy? Không, em